Hello. Xin chào tất cả các bạn. Chào bà con cô bác. Hà My và Ánh Nhật, chị Anh đói quá. Giá như lúc này có một ai đấy ở đây, giá như có một ai ở ngay gần Crescent Mall và... Hả? Không cầm. Mình nghi bắt cầm một nhưng không. Và mua cho mình nhẹ cái gì anh em về TV ăn này, kẹt hết rồi này. Mình nghi nhìn bệ dạng lắm rồi, mình không muốn quay anh Mình Nghi, không mất hình tượng của các bạn. Thật luôn đấy, bây giờ mình mà quay anh Mình Nghi là các bạn kiểu, các bạn ị ra quần luôn ấy. Bởi vì Mình Nghi bây giờ là nhìn là đúng như một cục cứt rồi. Đó, mình sẽ không chào mình. Đấy, các bạn thấy chưa? Mình... kẹt. Một cú kẹt cực mạnh và một cú live stream nhẹ. Mưa sớm mặt lầm. Con chó Hiệp mua cái gì cho anh em ăn đi, đói quá Hiệp ơi. Quận Tư quận bảy gần mày đi lấy cái xuồng qua cú. Anh Lu bảo là quận Tư quận bảy gần mày, hãy đem cái gì ra cứu anh em đi này. Mày nhìn anh em này, mình như dân di tản. Bây giờ phải đi đến chỗ nào, phải đi đến chỗ nào sáng hơn. Ok, anh Khoai cho em ít đèn đấy, anh Khoai cho em ít đèn. Anh đánh dây hay mà. Để cho em xin 500 đèn rồi, đây đây. Rồi ok, câu chuyện lúc nửa đêm anh ạ. Đây. Đấy, bây giờ mọi người đang, mọi người kiểu như là đang, đang quay trở lại với GG Stadium. Bởi vì không còn cách nào nữa cả, vì không thể đi ra được. Các bạn cứ hình dung rằng đây là câu chuyện lúc nửa đêm. Nó căng thẳng lắm, có kiểu bị lờ đờ uể oải luôn. Tất cả đang đi vào một không gian xa lạ. Ở đây còn được bao lâu ở đâu? Dương dị. May mà vào đây còn có ánh sáng rồi ấy. Thì ý định của anh em đang là sẽ lên đây lắp máy vào chơi game ngay tại GG Stadium. Đấy. Chuẩn bị này. Chuẩn bị này. Đấy. Kìa góc xa là Lê Khôi rồi. Lê Khôi sẵn sàng tinh thần chiến đấu lắm rồi. Đấy, đang chờ Lê Khôi, anh em mình tí nữa làm một team đánh nhở. Chơi game gì cũng chơi hết nhá. Game gì cũng chơi. Riêng cái tầm con bỏ đen này. Hôm nay Khôi mày đánh kinh, nhờ Khôi mà SBTC thắng. Chứ không á, à thua thì lâu rồi. Thấy không? Là nhờ Khôi đấy. Gì, soi gương cái gì đây, nhờ cho nhờ soi gương này. Bốt cho tóc tai nó gọn gàng vào nhá. Hôm nay Minh Nghi này, anh phỏng vấn Minh Nghi là hôm nay nói chân tình một câu đi, là anh đánh dây có hay không? Gâu tức là có các bạn nhá. Các bạn nếu mà chưa hiểu tiếng Minh Nghi thì gâu tức là có, đánh quá hay. Thì mình biết mà, thì anh cũng hiểu. Mình nói chung là cũng hiểu hết. Đi lấy lâu quá nhở. Đi lấy lâu thế sao bây giờ có bạn còn đang bảo là bị mất điện từ nãy rồi, vào đây là hết còn gì nữa. Ánh sáng quay trở lại. Đấy, thấy không? Mình phải chọn chỗ sáng không các bạn là vào kinh dị. Nhưng thậm chí chỗ này nó còn kinh dị hơn đấy. Rất đói. Rất khát. Và mưu cầu nhiều thứ. Đánh thì phải stream à? Nhưng mà mình không biết là mấy cái webcam ấy nó có kết nối với cả, nó phải có kết nối hay không. Đây, anh em đang ngồi ở đây một cách bệ rạc cho các bạn xem. Đây, thiệu các bạn đây. Màn giới thiệu đây. Poppy của các bạn kia ngồi như đống cứt. Leona đây, ôi nói đùa, hôm nay mình trả lời như thế để cho các bạn vui thôi. Nhưng mà anh Luân đánh hay mà. Em không muốn bị trừ lương đâu nhá. Hôm nay anh đánh hay vãi đái luôn đấy, trận đấy lại. Chết mẹ rồi, mất mẹ lương rồi, mất lương rồi. Đấy, còn đây là đội ngũ bệ giặc còn lại này, đây, nói chung là nguyên. Em may vãi lò mà. Đây dạ. Năm đầu tiên mà anh được quyền quyết định tình cực. Yeah. À. Vừa đúng lương, vô thế được. Anh liền rồi. Anh liền mình rồi, còn đây là... Còn anh Vân Giao này. Bí mật đấy á, bí mật chỉ mình anh Lu biết đấy. Rồi năm nay mình ăn cướp rồi, bị trừ lương rồi. Đây, Zula này. Đấy. Mèo gà này. Đây bạn, camera đẹp trai nhất luôn cả VTV. Đây là đạo diễn đẹp trai nhất con mẹ luôn của VTV này. Đấy. Áo cam thì next. Áo cam thì giới thiệu các bạn nhá. Áo cam fanpage là Tân Tân nhá. Các bạn có thể vào chia sẻ và ấn một like cho anh Tân. Đâu bao nhiêu? Và giới thiệu với các bạn đây là giá taxi Vinasun.
còn ráp nha, từ từ để cho mình ok là phải gấp ba cơ. Vấn đề là bây giờ giá là một chuyện nhưng mà Ấn nó còn không có xe để mà bắt cơ các bạn ạ. Ấn mà thử ráp sẽ là 3 tiền. Đây anh nãy anh coi là 300 ngàn, từ đây về quận 2 giờ thành 400 thì 400 ngàn. Ứng phó với lũ lụt thì bây giờ phải làm như thế nào đây? Không có một cái xe. Bây giờ bọn mình không có cách nào để về nhà cả. Tất cả đều đang. Chị ơi. Thì vậy không về được đâu. Ở lại đi. Đấy là cú lừa đấy. Chị sẽ tốn tầm khoảng 2-3 tiếng trên đường mà không thể về được nhà. Xe mày bắt được đúng không? Bây giờ mình đang vô như người đây. Em bắt được cái 7 chỗ nè. Đi không mà. Mình đang nhiều hơn. Được chưa? Bây giờ không có cách nào để về cả. Nói chung là nó là một cái giai đoạn căng thẳng. Vì thế nên bây giờ mình muốn là có bạn nào mà có xe tăng hay là một cái thể loại gì đấy đi được trên nước thật là mạnh, xuồng chẳng hạn, hay là thuyền hay là một cái thúng gì đấy, thì các bạn hãy qua G Stadium và đón. Ở đây mình có tầm khoảng 20 người. Các bạn nào có thứ gì mà có thể chứa được 20 người mà đi được trong nước trong cái điều kiện bão lụt này thì qua đây cứu mình với. Mình nghe mày gậy lắm rồi. Mình nghe mày đói lắm rồi. Đói lắm rồi. Ừ. Bây giờ mình cũng muốn bật máy lên lắm, cũng muốn chơi lắm. Nhưng mà đây anh em vẫn đang ngồi này, vẫn đang chờ đợi này. Đấy, vẫn đang chờ này, chờ rất nhiều thứ. Ngủ luôn ở đây thì nó bị thiếu chỗ, nó không có chỗ để mà ngủ, nó buồn thế chứ. Thấy chưa, không mang quần áo thay nữa, con gái nó vất vả lắm. Con trai mình nằm nguyên mình ngủ vẫn được nhưng mà không có chỗ. Ơ anh ơi, thế thì có xe không? Bây giờ chỉ sợ là bắt được xe nhưng mà nó chạy giữa đường mới về được. À, đúng. Đúng rồi. Đúng rồi, nó hỏi mày ở đâu mà chứ mày giờ đặt, đấy. Đặt app xong rồi nó phải đến được đứng ở cửa lại đúng không? Nó gọi mình chạy xuống á. Số điện thoại tài xế đúng không? Mày bấm gọi luôn. Thùng xốp á, thùng xốp được. Miễn là thùng xốp của các bạn phải cứng, chứa được 18 người nhá. Mang mình thùng xốp chứa được 18 người là mình đi được rồi. Anh ơi hay lên lắp máy chơi đi. Lắp máy chơi thôi, em nghĩ tầm này lắp máy chơi đi, lâu lắm anh em VTV là không có đánh với nhau ấy. Thật là mấy năm rồi không chơi với nhau trận nào đấy. Thế nên hôm nay đánh SBTC đánh đúng kiểu chấp luôn. Nên là bây giờ là trải nghiệm cảm giác thực thụ của game thủ rồi. Cảm giác thực thụ này. Mạnh cướp rồng chứ còn gì nữa, ghê nhất là quả cướp rồng của Mạnh Mèo luôn ấy. Xe thổ lợn thì không đi được trên nước. Bà nghi hóng, hóng cái gì? Buồn cười. Ờ, tăng view rồi các bạn. Nhiều này, mình nghi ơi, nhiều bạn gọi lắm. Nhưng mà kiểu không cho mình nghi đọc đâu. Các bạn nào gọi mình nghi hay muốn chuyển lời thì mình nghi, mình cũng không chuyển đâu, nói thật. Có tình yêu cho mình nghi có được không anh? Cùng nghi băng qua đại dương. Ờ, được, cái đấy thì được. Mở máy stream tới sáng nhưng mà không có webcam. Ở đây tạm thời là webcam đang không nối với cả mấy cái máy để mình stream được ngay. Em cách GG Stadium tận 15 phút. Bú phim Minh Nghi lên 1K8, 1K7 fan Minh. Ờ Minh Nghi. Anh live stream bình thường ấy chỉ có tầm khoảng 500 thôi. Hôm nay lên là 2.000 là 1.500 của Minh Nghi ấy. Sài Gòn đang bão siêu to luôn nhá Lợi ơi. Lợi. Chó ăn đi. Không cho Minh Nghi đánh sao mà win, đúng rồi, cho Minh Nghi đánh thì lại lệch quá, không cân, các bạn lại không dám đánh. Các bạn đừng, mình nói rồi các bạn đừng bảo mạnh tạ nhất. Thề chất tình của câu luôn, mạnh stream các bạn. Các bạn biết mạnh stream đánh hay như nào rồi, hôm nay đấy là một sự thử nghiệm. Một sự thử nghiệm thôi. Mạnh đánh kiểu chưa nghiêm túc thôi. Mạnh đánh nghiêm túc thì gạo xay ra cám. Đấy, rồi các bạn xem đấy. Anh em bệ giạc lắm rồi. Ngồi đờ đẫn hết rồi. Thật bây giờ mình mà thích có 5k view mình đưa hẳn điện thoại cho Minh Nghi luôn. Chứ mình cầm điện thoại làm cái gì nữa đúng không? Nhưng mà chị Nghi của em thỉnh thoảng phải ngồi nghỉ ngơi nữa. Không thể bắt Minh Nghi nói nhiều được. Thế thế bây giờ các bạn có câu hỏi là muốn đặt thì các bạn cứ đặt thôi. Thì mình đặt cho Nghi thì chứ cần bây giờ các bạn còn bắt mình kiểu đưa điện thoại cho Nghi nói thì căng thẳng quá. Tầm này là kẹt cứng rồi. Tầm này bọn mình đang thuê máy ở GG rồi. Máy GG bình thường là 3 tiền một tiếng hả anh? À. Máy GG bình thường là 3 tiền một tiếng ạ? Riêng Garena là tụi anh cho chơi free. À cho chơi free ạ? Thế là chỉ mất tiền điện thôi. Tiền điện một đêm thì tầm khoảng 8 triệu. Cho nguyên cả GG Stadium nó vừa sáng mà vừa có máy để chơi nó tầm khoảng 8 triệu nhá.
Ôi. Ôi anh ơi, anh Linh donate cho em mình tiền để chơi game rồi. À, cảm ơn anh Linh nhá. 5 lít. À, cảm ơn anh Linh nhá, donate sao để anh em chơi. 20 mấy người, 5 lít ăn sao mà đủ. Anh Linh ơi, ở đây 5 lít là tính ra là cũng được tầm khoảng 2-3 lít, 1-2 lít tiền mặt gì đấy. Thì là đủ chơi một người. Như vậy là còn lại tầm mười mấy người nữa anh donate hết hộ em nhá. Anh lo hộ em nốt mấy kiểu như là Hoàng Luân hay là Mạnh An hay là Minh Nghi hay là nhiều lắm, nhiều người lắm. Thì quà trao tay là nhận ngay phần thưởng anh ạ. Thì cho thêm một ít nữa để anh em còn có tiền mà chơi net đêm nay. Trung tổ bàn báo xa mẹ này cơ nhỡ là cũng buồn lắm, cũng mệt lắm. Lắp máy đi béo, 10 máy lắp vô nhanh lắm. Không có máy để chơi. 10 máy mà. Thưa các bạn nhá, đây là góc cam thần thánh với cú bú phêm cực mạnh là như nào nhở? Đấy. Hộp như này. Đấy, bú phêm cực mạnh. Hồng Nhân ơi, tiếp đồ ăn. Rồi. Nó về được chưa? Ơ Nhật về đến nhà chưa? Tần tốc độ. Tao phải tốc độ với Tần cắm cờ. Tần cắm cờ. Teacher 3 về rồi, Teacher 3 bơi xuồng về rồi. Nãy bơi xuồng rồi mất 2 tiếng từ G Stadium về đến nhà. Thấy bảo thế. Nhật về đến nhà rồi anh nhỉ? Em đi kiểu gì hay vậy ấy. Chơi à? Anh em thì đang rủ là hợp stream để lên chơi rồi. Nhưng mà đã chơi đâu, thêm người mới chơi được chứ. Đủ người mà đúng không? Anh em cứ lên sân khấu đủ là Mạnh off stream luôn. Mà thực ra là Mạnh vừa chơi, Mạnh vừa để stream được mà. Bên này thì mà Khôi, Nam và thằng Hải bên này thì Duy Béo đang ngồi sẵn. Để biết chọn bên nào thì anh chưa về lo. Anh Linh chưa về lo. Đâu mà Không thể về được. Tâm trà đủ quá, nhìn bên nào cũng đủ. Bởi vì mưa đang to quá, không thể về được. Mà là Duy ngồi mít sẵn nữa thì kiểu sự lựa chọn này là hơi khó. Vậy ai mới được chứ? Ừ đúng rồi, mình chơi Captain Mode đi. Điệt và... Ai với ai nào? Captain Mode. Dạ, vô lớn. Ai Captain Mode là ai với ai? Thì lên sao được. Cảm ơn anh Linh nha, cảm ơn anh Linh nha. Đón đếp tiền đủ tiếu. Like cả nhẹ cái. Anh Linh, Linh. Được. Captain Mode à? Ok. Bây giờ Captain Mode. À, giới thiệu với các bạn đây là Captain Mode tổ chức không xù à, không mình đút một tờ tiền nói xuống cuối là chẳng hay lẽ. Giới thiệu mình yêu, giới thiệu anh rồi đấy. Người nào nói đúng thì trong cho anh cầm luôn. Đúng đồng xu hay gì nào đây các bạn, mình nha, đây cầm cam mình tèo nha, các bạn có thể đi chịu với mình. Đây có lấy hai đồng đi, làm đồng đi, lấy một tờ thôi. Đúng rồi, có cho mình lại cái thẻ thì tôi chưa rồi em đóng mặt xe hay là Linh cao thủ đâu anh? Em là trong tay, Linh cao thủ rồi, cái quay dây rồi. Còn về tới nhà không thì không biết. Cúc bạn. Vô, 2, 3, rồi. Đi xe, lu. Thầy xe, lu. Mạnh mèo chứ gì nữa, chọn đầu liền. Vào một hàng. Hiểu chưa? Đó là mạnh hơn. Cái từ 1, Hoàng Luân. Vô nè. Hoàng Luân chọn đốm lưỡi vậy thì chọn đi, chọn phần lưỡi lìn ra. Thế đây, Bùi Nam Hải, chọn Bùi Nam Hải. Chọn con mẹ nó. Mình chọn người mình chọn lại. Chọn đứng lại. Chọn người chọn lại. Bây giờ nếu như mà không chọn thằng Mạnh thì nó cũng dối đúng không? Không, em không dối đâu. Em đi mẹ. Em mà. Tôi tăng tốc độ lên chân lại. Thấy thằng Khuy nha. Thôi đem cái phần mẫu đừng. Người ta thích cho lại chỗ này. Bạn ơi, giờ đó. Tăng hai vấn đề đúng không? Đang cắt từ mốt nha. Mất Bùi Nam Hải. Rồi, Bùi Nam Hải được chọn. Bây giờ em cũng tìm với anh thì em búng chỉ ra Bùi Nam Hải. Còn Bùi Nam Hải, lấy Bùi Nam Hải. Bùi Nam Hải luôn chứ nhỉ? Rồi sao anh Bùi Nam Hải cho đó rồi? Kiếm được anh ạ, kiếm được. À anh ơi. Thôi. Kiếm người lên khôi. Ý em bảo là loại nó ra. Lấy chị bé. Bắt chân. Tấm chạm. À. Còn ai? Còn ai? Còn những ai tham gia cuộc chơi nữa nào? Rồi còn Thiên Trần. Ai? Thôi. Đúng mà. Ba. Đúng mà. À biết à? Cha đâu? Ừ, cha đúng đâu. Ba chơi không? Ba chơi không? Khoa coi điện không chơi rồi. Nam chơi không? Chơi. Chơi có là chim không? Ba. Anh Liên Minh. Không biết có là chim không? Chắc có là chim mà. Chào mọi người. Chào mọi người. Ừ. Cái này phải là người xuất nói bạn, cái này gọi là hả, người ta kêu người ta đặt đến một cái hàng nào đó. Thế còn bốn, thì chuyển sang cho đọc cho bốn nhá.
Thi. Vì lộc cái đéo nói nhiều. Mày kéo đúng là chị Thâm Quỳnh đâu mà. À không, Khôi chưa chọn đúng không? Khôi. Kéo TV đúng rồi. Cái còn lại là Nam đấy à? Nam mà làm nước, Nam mà làm nước. Rồi, Yuna lại gánh cầm nước luôn. Răng gì? Răng gì? Thôi. Răng răng gì? Bạn như nhau, như nhau. Bạn như nhau. Ơ, có lấy Minh Nghi không? Mình nghi chơi không? Mình nghi chơi được bạn, cho được bạn luôn. Mình nghi cho luôn, cho luôn. Thôi, rồi, rồi, rồi. Rồi, ok, Mình Nghi làm MC trận đấy, ok chưa? Ông Dấn là còn bạn này, Bùi Nam Hải và thể xe này. Các bạn trắng trở rồi khỏi tìm hiểu. Wow. Địch chân quá em. Lấy cho em Nam đi. Mình bị nói nhanh quên rồi bạn ơi. Quên tay. Vô. Nam ơi. Đội kia đang thua rồi. Lên trễ rồi, xe đóng cửa sao? Đó rồi. Xin mời cô lên sân khấu. Ủa? Ủa là sao? Bọn anh mặc pick xong rồi thì bây giờ em lên sân khấu giới thiệu cho anh hoặc là như nào đấy lên nào. Không. Em giới thiệu, em quay sát tụi hình, em giới thiệu. Mà. Em phòng bệnh. Hello. Tăng 1, tăng 2, tăng 3 cũng đầy đủ hết. Mình không biết là sẽ follow mình mèo nha. Kim mình mèo. Anh em theo mình. Follow mình mèo nha. À, mình giới thiệu anh em thì ngày hôm nay đây là một trận đấu không kiểu như nó là bảy, nằm trong lòng bàn tay của team Mạnh Mèo và Hồng Lân rồi. À nhầm, Mạnh An chứ. Mạnh An, Mạnh mình team bên kia mà. Mạnh đùa đấy. Xem các bạn có nhận ra không thôi. Mình đùa thật đấy. Mình đùa đấy. Đúng rồi. Bây giờ Mạnh Mèo, Mạnh An đánh kiểu giống như kiểu là nghiêm túc ấy. Không phải đánh theo kiểu stream hay là làm màu giống như đánh với FBTC thì easy. Is win. Rồi ơi, một sự căng thẳng nhẹ nhàng từ phía team bên đây. Không phải tin được luôn. Có Yuna rồi mà vẫn căng thẳng. Không nên. Em đi biết thêm đánh các bạn ngon đi xanh. Không, anh top em đánh ra đây cho. Ờ, tâm trạng ở đây mày ăn top. Đánh gì mà chả okay. Mua bạn hình, tụi mình chơi bạn biết cảm ứng đúng không? Dạ không. Chào luôn. Chào sếp. Sếp ơi, tăng luôn. Sếp. Tăng chắc chắn mà. Phỏng vấn mà dấp nhiều vậy chắc chắn là tăng lương rồi. Đúng rồi, phải tăng lương đi chứ không tăng làm vóc nữa đó. No. Xin chào Yuna. Anh cảm thấy thế nào khi được tham gia team nặng VL này có hàng luôn nè? Team nào nặng, team bên kia mới nặng, em nói sai rồi. Ủa anh em một cái lót đây, không chạy em nữa. Người anh này đoàn kết không chơi nữa. Chào bố Mạnh An, ai là người nặng nhất trong team này? Là team anh á? Ừ. Mang cái bình thường chỉ cần bọn nó đánh như kém thật nhưng mà bọn nó bảo được cái là được la được anh la được la được tí nữa các bạn sẽ thấy bên team kia do do ăn mây sẽ có sự giảm nước to vãi lìn ra rồi các bạn xem ấy da thấy màn hình nó anh em do ăn mây nha. Cái này như nào anh nó úp bên tao này, nhưng mà vô cái player đúng không? Vô phòng như cái chợ. Như một cái chợ. Đấy, chỉnh cái ghế này. Ủa, vô admin hả? Vô admin này, vô cái ghế. Ủa, chỉnh noi không? Noi cái đéo, ngồi đây còn phải noi. Nó bậy bả mỏ bây giờ. Trong tay đâu? Trong tay đâu, nó bậy kìa. Alo alo alo. Nghe đi không? Nghe đi không? Mạnh Mèo ăn lìn, Mạnh Mèo anh lìn. Ăn lìn, ăn lìn. Nó bậy à. Nghe không? Không nói bậy. Phát vả liền. Các bạn không nghe thấy đâu, bạn không nghe thấy nhá. À nghe thấy nhá. Nguyên một thằng Lê Khuân. Anh không nghe gì cả, không nghe anh nói. Lê Khuân tức rồi. Thử mic. Thử tai nghe. Có hai bên có nghe nhau không ạ? Alo. Tai nghe ồn quá, Lê Khuân cứ có nghe được không? anh không nghe thấy, anh nói không nghe thấy. Yên tâm, anh nói không nghe được. Tai nghe của anh ok đấy. Chiếc đồng. Bây giờ như này nhá, đánh xong một trận, hai đội trưởng anh ta mình chọn lại, được nhá. Bái dòng lại. Gì điên à, đánh có 3 đánh nghiêm túc, thì bây giờ em sợ cái lab team em yếu hay như nào? Không, để cho anh em đánh chung với những người khác. Không. Phải là bên đấy chắc chắn đã thắng trên này trong kia. Thua kẹp máu các bạn ơi, đội nào thua chẳng. Tầm này đánh trước trận các bạn mà xem mấy quả Just Talk của bọn mình gặt thương cả All Star Việt Nam nữa mà nó thật trên tình câu ấy. Nãy thôi chưa đại Just Talk đó lại. Administrator. Vinh đệ tương tàn. Ừ bây giờ là vinh đệ tương tàn. Nói chung là cái tầm này. Tầm này là khô máu rồi, chơi là căng thẳng, cay nhau rồi. Nói thật.
Cầm nhận nhanh lắm. À, được, ok, cầm nhận 5 giây. Bữa nào bạn hỏi mai là có làm biết check không kìa. Mai hả? Mai... Mày bảo mấy bạn ơi. Bảo rồi mấy bạn ơi. Không hứa nha. Thí dụ dạ. Mà hết bảo thì lên làm. Hài ơi. Mà mai cũng không tin rất quan trọng là mai đoàn All Star Việt Nam sẽ xin visa cho nó có này các bạn. Ăn chay cầu nguyện cho mọi người. Các bạn tranh công nghiệp nha. Có mai thôi nha các bạn. Không khẩu nghiệp nha mọi người. Cảm ơn mọi người. 60 đây chửi nha. FBS mà cãi đó. Cảm ơn mọi người hôm nay theo dõi. Thấy nhiều bạn cũng khen sự kiện này thú vị. Tại vì nó cũng hơi gấp và nhiều nội dung cũng có một số vấn đề mà hứa với bạn All Star Việt Nam 2019 sẽ tốt hơn. Yeah. Anh coi bạn khen ở đâu vậy? Ở trên fanpage VTV. Ủa vậy hả? Acclon của em á. Chết rồi. Nguyên chắc anh em ơi. Bên kia là ơi vậy thì mình phải có cái kèo mà cho người team thua không? Ừ, thua làm gì nè. Thua làm gì? Ủa phát gã kêu cực mạnh à. Thì thua phải làm gì vậy? Mà mình có chắc thua tối đi ngủi đất nha. Mình có chắc mình thắng không? Đéo biết. Mà mình chắc gã kêu chắc đéo. Ừ không chắc đâu. Thôi thôi. Thua làm gì mọi người ơi. Bên nó có mẹ thằng không chắc thắng hả? Tỷ lệ là 60-40 nha. Chưa biết bên nào xấu bên nào. Thế thôi bị rơi mất một cái tắt. Không tự tin lắm anh. Hả? Không tự tin lắm hả? Ờ không tự tin nhưng mà 50-50. Giờ mà mình không có nói trước được không? 50-50 nha. Không nghe mà. Tên. Đây là team team Bộ Quỳnh hay Yuna? All Star Việt Nam ai đi vậy? Trả lời đi. VTV đại số nhanh lên. All Star Việt Nam có nhân ai đi vậy? All Star Việt Nam. Thế giới chứ hả? Có thầy giống bà. Đúng không? Có không báo chưa? Nó đậu visa. Vậy thì đậu visa đi thôi. Artifact Zero. Có Hoàng Lân đi nữa nè. Nhưng mà chưa chỉ chắc chắn là hai game thủ chuyên nghiệp thôi, còn đúng những rồi. Người khác để từ từ thông báo cho các bạn. Mời đây, đang gửi lên, mời đây nghe mau đây. Ok ok. À, sao có mà dạ, không nè. Đến nay được xem. Đúng rồi bạn ơi. Sao không về công ty vậy mọi người? Ờ tụi mình không biết quên nha bạn. Mày. Ừ đó là sự thật luôn, mình không biết bơi. Vậy bơi sao dạ, bơi được bơi hả? Biết ý là hồi đó có hồi cấp 2 á là có môn bơi, môn thể dục là cũng qua môn rồi mà không có tự tin nói là mình biết bơi. À như không, là... nói chung là rớt xuống nước nổi á. Đập nước được để chờ người đến cứu chứ không có biết bơi. Thôi nói chung là bình tĩnh khi xuống nước được rồi. Kèo Bắc Nam nè. Xuống đây, xuống dưới đi, không đi ra bên kia. Không. Không cần sắp đâu, không cần sắp đâu, vô đi. Sắp chị chứ không? Qua đây nè, vô ra đây nè. Kìa mình bạch kìa mà gọi bên kia có vàng hả? Ờ, ăn hết thằng Quốc mà nó vô lộn. Biển vàng 1 kìa luôn kìa. Đâu, luôn kìa luôn mà. Chắc rồi. Vàng, mình là vàng. Sao đây thấy kìa luôn chắc rồi các bạn. Khẩu nghiệp quá. Kim cương là răng động. Sao nhìn đây là phản? Không được rồi, quên mất này, kim cương mạnh mẽ. Giờ phải lấp vô. Cha bánh mèo, đi cho lại bánh mèo đây, bánh mèo đó rồi. Cha bánh mèo, xin lỗi nãy giờ đứng kia hơi lâu. Ờ không, không sao đâu, thoải mái đi. Đang bên này đang bàn chiến thuật. Stream quả này lộ hết. Ờ sao không kêu tên hai? Kèo này kèo. Kèo này tối nay thua ngủi đất. Ngày tháng ngủ trên ghế. Sao nhiều ghế đấy kia mà thua lại còn bụi đất. Thua vẫn đủ chỗ để ngủ cả thua cả thắng trên ghế mà. Hình phạt à? Nếu mà lấy hình phạt thì mình nghĩ rằng hơi kiểu đáng thương cho team bên kia ấy. Bởi vì team bên mình nó thật cũng hơi nhiều. Anh ơi, anh phải uống hết cho backup kia anh. Anh ơi, nhưng mà đeo headset vô vẫn nghe thấy. Anh ơi. Không quay nơi. Mày mèo ơi. Ơi. Uống backup đi chứ. Có mà anh. Có. Rồi. Sao bên đường không có? Không, không có cho em, có chứ. Có trực tiếp cho tới VTV không vậy Minh Nghi? Bạn đang hỏi gì vậy bạn ơi? Alo, alo, 124. Các bạn có thể xem phim này tại vì cuộc chiến VTV chỉ trực tiếp. Anh biết mà, sao mày để cho bọn nào? Rồi có rồi. Sao mày để cho bọn? Rất chuyên nghiệp, tất cả mọi thứ đang được setup giống như kiểu VCS hay là All Star các bạn cùng xem vậy. White noise trong tai nghe, hệ thống cách âm được 100%, không nghe được gì. Camera rất chuyên nghiệp, có cả máy tính 247 chứ camera. Nếu như anh Linh hay là Hồng Nhật đang xem thì mình chỉ muốn nói rằng là đây thực sự là một trong số những thứ nước uống mà mình cảm thấy rất là ơn. Đặc biệt là những ngày dài thử thách như thế này. Rất là mệt mỏi, rất là hồi hoài. Nếu không có chai bất kẹp đây thì thực ra thì cũng không sao cả. Có rồi đấy, cô ba tao luôn rồi đấy. Mới gấp đồng ngay. Thực ra thì có cái cắp uống thì nó cũng ok. Có thì nó uống cũng ok hơn. Cơ bản là không có thì cũng không sao. À đồ hót à? Cái team này thật sự là mình không sợ gì hết. Chỉ sợ là mạnh mèo nó tháo headset một bên rồi để nó nghe côn thôi. À chặt mẹ đâu thôi ao chứ bẩn như thế đi. Hồi nãy mà nghe không có quay noi là nghe là nghi nghi rồi. Mẹ tự tắt quay noi trên máy không? Không, em không tắt. Thế, có chụp lại không? Yeah. Đúng rồi, chụp lại đâu.
lát không mấy nào cũng hở rồi. Nói chung là thằng nào chơi bẩn là ăn kích á. Còn cái kia sao ăn kích thường xuyên. Cái gì? Còn cái nào không? Cái gì các mọi người? Nói yêu thích. Đấy. Món yêu thích của bọn mèo chúng tôi. Thế là chơi bẩn thoải mái mà. Mình nghĩ là cái kèo này mình chỉ cần tắt cái hệ thống âm thanh ồn đi là mình sẽ nghe được 100%. Why not để mắc 100% nhá, không ai chơi bẩn nhá. 100% đúng rồi, để chỉnh hết lên Why not 100%. Why not 100%. Đi hiểu đội hình. Đi hiểu đi em. Hiểu chưa hết. Cua nồi. Chào mừng cả, đây là trọng tài của VCS nha. Bọn anh ở team 2 chứ. Bạn, em tên gì, em đấm lên nào. Em tên Hải chị. Đấm lên nào. Em đang đánh cho team mặt mèo. Chưa quyết định lên hả? Em sẽ đánh vị trí AD Carry. Em nghĩ là em đối đầu với ai bên đó. Cũng được. Không có tuổi với em, yeah. Ok. Rồi các bạn, đây là anh Nam bán kim chi cực kỳ ngon. Nam camera. Anh Nam camera là thường xuyên bỏ bê bên Nghi trong Esports 2.7. Chứ không sao bên Nghi ổn, tại bên Nghi đẹp sẵn rồi. Rồi anh Nam hôm nay anh đánh lên gì? Anh đánh là gì cũng được. Cô Ma mời em á, cô Ma. Đánh gì cũng thua. Cô Ma mời em á, cô Ma. Mà mèo Nam vừa nó đánh gì cũng thua, nó đánh gì cũng được kìa. Nam đánh gì cũng ok mà. Thì Nghi lúc nào mà mệt quá thì nghỉ tập stream nhá. Còn mạnh mèo bây giờ đã đến giờ mà nghiêm túc rồi. Nó thật là với bản tính của mình ấy thì một khi mà đã vào những cái trận đấu máu lửa như này mình nghiêm túc mình sẽ đánh một cách rất là tập trung. Xin lỗi anh em là mình sẽ không thể nói tương tác với anh em nữa. Chó nó đổi camera của anh rồi. Đời heo. Dạ đúng rồi, đây là Duy Béo. Không nghe được gì đâu, quay nói rồi. Đây là Duy Béo, anh lớn. Không nghe thì Nghi nói gì luôn. Nghi thích nói gì nói. Tìm một cái đi chưa? Ok chưa, đã đi chưa, chạy nhá. Ok ok. Ôi trời, cái tôi nói lại các ông kia các bạn ơi. Ok đúng không? Đây là màn đen của bạn nha. Em lang mang trong một chiều mưa Sài Gòn. Rồi, tới tìm bên đây nè. Lê Khôi. Cấm mẹ mấy con của Mạnh An đi, cấm Bobby bóp bủ về đây cho chơi. Cấm hết. Bobby à? Để phải ăn thay. Sao đéo. Đây là tấm trà tâm kỹ thuật viên. Tấm tâm tấm trà. Còn Lucien, Lucien đâu chứ? Tấm trà thường xuyên tên tuổi trong. Không, nó sẽ là tên gì nữa. Mọi người chửi nhau nha. À đây là bạn camera của nhà đầu. Mình cũng đẹp nhưng mà hay bị cái anh admin nó có hình cái hình chôn nhất lên. Thế thì mình cũng có đăng vào VTV nhưng mà các bạn biết rồi đó. Sân cơ mà đâu. Đây này, đây chuyên nghiệp nhá. Cái mỏ kìa, ui dồi ôi. Ok. Ui dồi ôi. Anh em của em đi dừng phim ít. Mày á. Quay đánh đi chị ơi. Thằng Nam, hỏi thằng Nam thích đi cái gì hơn đấy. Thằng Nam nó bảo đi cả hai đều ok. Bây giờ các bạn muốn xem màn hình. Mày đi dừng phim anh. Ok, thế bạn hay ai một lượt đi đầu tiên. Mỏ lớn như mạnh mèo. Mạnh mèo âm thanh lớn quá mình không chịu nổi. Tại vì giọng mình chịu. Được rồi, được rồi, được rồi. Chị ơi cho xin đi. Bởi vì có đi ra mạnh mèo cũng đánh được. Các bạn ơi, chị còn có 20. Tuyệt vời, tuyệt vời. Các bạn có thể sẽ bị áp game trước khi gì? Bên tha. Hết pin à? Ừ, 20%. Hợp chưa? Chưa. Hết pin thì em hợp thì cũng được. Đánh gì vậy nha? Anh có sẵn dự phòng nếu em muốn nghịch. Mời mọi người, tôi ăn. Không, thì tự ý anh là bây giờ anh ok rồi, anh xong rồi. Nhưng mà em mà muốn livestream hay là em muốn đi tương tác phỏng vấn mọi người thì hoặc là theo dõi trận đấu thì em cứ on stream thôi. Em được mấy ly phúc long? Em sẽ được 5 ly phúc long. Bất gì? Bất nào? Bất mẹ bất nào? Bất cho anh con ly xin hoặc là Camille. Mình không quên mặt mình tại vì ở đây đẹp ghê quá. Camille tẩy trang rồi nhá. Tẩy trang rồi. Camille. Ôi trời, cán mình rất là cao cho nên là thường thì các bạn cán tóc để tóc này rất là xinh, tại vì tóc các bạn sẽ cố định nhưng mà cán mình cao quá hay là cột tóc nó dài quá mình sẽ chạy, mình chỉ cần đi về bước hay là tóc nó sẽ bay ra hai bên. Đi đâu sẽ có lại, ta sẽ bỏ.
Đừng tải bóng vai. Sao mọi người có thể vừa kêu vừa đọc comment được nghĩ mình không thể làm gì đó được hết. Đừng có. Ok, mình có được sạc dự phòng các bạn ơi. Biết ngay em, thấy không em bảo, thấy em bảo. Ok, ok. Trở lại màn hình nè, đâu rồi? Em đi em đi. Okay. Mày không còn con nào để đánh à? Con. Cấm, đây là cấm. Thấy không được. Ok, okay. Okay thế được rồi, thế được rồi. Tiên đủ đam rồi, đủ vui giờ. Đây. Mình mèo của các bạn. Cho anh kìa. Bây giờ mình sẽ ban rừng của nó nhá. Ban Ramos. Có ban Ramos không? Ban Ramos đi, ban Ramos đi. Tại sao cho ban Naughty lớp rồi, Ramos rồi. Em ban luôn Lee Sin. Thực ra thì Sethi không đánh được con Lee Sin. À, Sethi đánh con Ragat. Ban Ragat. Wheeler. Anh em Wheeler. Bình tĩnh em. Hello đó nha bây giờ. Giờ em thức ăn luôn nha. Hello đó nha bây giờ. Chơi một con gì an toàn và dễ chơi. Hello đó nha bây giờ. Ờ luôn Harry. Các bạn thấy Harry của Hàng Lu chưa? À đâu. Muốn xem chọn thì sao đây? Chọn này cũng vào này, nhảy vào này, thấy không? Mày mà đánh mấy con đấy mày đéo được chơi đâu, hiểu chưa? Đánh một con gì mà mày có thể tự lo cho bản thân mày tốt. Mày nhìn thằng Nam mà đánh con gì kia kìa, thấy chưa? Mày phải tự lo cho bản thân mày tốt tốt mà. Đúng rồi. Bắn lên. Biết đi, biết đi. 5 giây, 4. Cái xe, cái xe. Có sao phải không chị? Không có sao phải về rồi bạn ơi. Không biết có về nhà được không nữa. Không còn lại á. Ghi bập cai ra, ngu như bò là ngu như bò. Cứu người hội đồng nghiệp. Đây là lý do mọi người cũng phải kêu cứu hội đồng nghiệp. À, mày ngang đây đi. Sao bút chị Nghi là Trần Nguyễn Minh Nghi nha. Dạ, Eco đi được về đây đi hết không? Mai thấy bảo đi về anh ơi. Ồ đúng rồi các bạn ơi, chắc là phải mai tụi mình mới về. Thôi cứ chọn cho nó đi. Ôi giời ơi. Hello. Cái gì? Hello, không về được đúng không? Không sao vậy? Đổ tướng. Nó bay trở lại đi. Bay giờ sao giờ? Mưa quá không về được. Đứng dưới chờ xe hoài không bắt xe được hả? Bắt áp được không? Không luôn. Không được luôn. Rồi, ok. Chị mày đang lên. Ôi nương. Nhìn thấy có mắt phai rồi. Rồi, thấy là thấy fail rồi đúng không? Nhìn thấy mắt phai rồi. Anh này mắt phai đúng không? Cái này mắt phai đúng không? Cái ghế trong cái này kéo kìa. Cái ghế trong cái này kéo kìa. Cho em mày chơi đi. Đẹp cao quá các bạn. Ê, nó nhỏ thôi. Nhỏ thôi. Giúp mọi người khỏe thôi nha. Phòng trong nhé. Hỏi một anh. Thằng hỏi gì mà có chìa khóa mở. Đẹp cao không? Không phải đây thôi nha. Không phải nó là khỏi đẹp trai nha. Gọi anh đi. Chúc đi. Thấy. Các bạn im lặng, các bạn im lặng. Mình quay lén lên quay lén. Đang zoom cho nên là tay mình sẽ không sao đâu. Bây giờ trai là đúng. Mày có được nước sao anh? Cầm cổ thì mày có thấy tình bạn rất mỏ ám giữa hai người đồng mày. Mày có thấy cô đi xem lại đã tâm. Em nghĩ là sách. Mày có bằng mấy con sách xì các bạn thấy không? Mấy con sách xì chưa? Xì chưa? Đội mình cấp 1. Đội mình cấp 1 là điện mẹ mạnh phải cắt chức luôn. Cấp lên cho nó nhớ. Đội mình cấp 1 mạnh phải chức. Hiểu từ dạy nhớ à. Anh mà coi, Con chết rồi. Ok. Kim vào tay mình rồi. Đau đầu quá lên. Đau đầu quá lên cái quay nồi này. Mạnh là ai? Alo. Chưa. Ê, ok. Chỉ có mình cái thế đó. Cái đầu tao bây giờ như là mày sẽ. Ủa, tài khoản của em không bằng. Cho đây cho em cái của mình rồi. Đấy, em để sang không viền cái. Ta để sang không viền luôn. Sao rồi? Trời nói đến đâu rồi? Quên. Cái lại mấy không viền nè. Ơ đang pause game à? Okay, thế. Để cho ta bắt bản. Để cho được nè. Ơ, mau game mà bắt tôi quay cái gì? Ok. Hãy đi kiếm Levi nè. Ok. Lại khô có vẻ vui nhất. Lúc nào lại khô cũng vui nhất. How to xem this game. Chỉ có đây các bạn có thể xem được game này thôi. Mình đi dưới nha, mình đi đường dưới nha, mình đi đường dưới vô nha. Luân Adrian.
luôn cây đi. Đi đây nào, đi đây nào, đi đây nào. Ok ok, biết biết biết. Đi Nói vì Noah đang ăn chưa chị, hồi nãy lúc mà các bạn đánh xong thì chắc là các bạn có vào phòng. À Noah thì có ăn pizza với tụi mình rồi. Còn Lê Phương chắc là... Lô bao, mà phải đi về mít Đã rớt sao, nó về rồi, quay lại Andres. Sợ đâu, sợ về rồi, không biết sợ có về nhà được không nữa. Hay là cũng giống như các trận điện hả hôm nay. Bà đây, Andres luôn. Đây đang mạnh quá. Mày cầm mắt rồi. Đánh luôn đi, cái này trước đi. Khó nhỉ. Thầy ba về chưa nhỉ? Thầy ba về từ hồi sớm rồi, không biết là về tới nhà chưa nữa. Anh đang mệt lắm rồi, các bạn hai cho anh đang đi. Có anh Mạnh vẫn hay hút cực Mạnh nè. Nãy giờ cứ tưởng ông Mạnh cầm điện thoại. Chào mọi người. Vô đây, kinh nghiệm nè. Mình là Mạnh Mèo nha. Mình là Mạnh Mèo. Các bạn thấy là mình là Mạnh Mèo. Mình không là Mạnh Mèo. Mình là Mạnh Mèo. Thôi, lùi. Nói người ta phát màn hình lớn đi ngươi. Nói anh kỹ thuật. Bọt nó vô. Nghỉ ngơi rồi bạn ơi. Lùi đi. Nói chuyện với Lê. Thôi Lê Vi lại. Ê đi rồi, tóc biển luôn màu. Lê Vi ngại lắm. Cái bóp nó vô mà. Sao bay nó gì vậy? Đó là số mét thôi, thì bay nhau. Bay vô đánh nhau rồi đó. Phải. Mình lời người mà. Chấp vào đây, chấp vào đây. Gừng, gừng. À, vua, hai cả vùng bảo. Ôi, vãi luôn. Muộn hai cả vùng bảo. Phá, chị kia. Ba chơi cho Miu hai cả vùng bảo. Trời. Dơ. Không tin được không? Nó chín nha. Mình không có nói chậm được. Còn có Lê Vi nhiều rồi mẹ, còn Lê Vi tổng hai trận. Dạ, cảm ơn anh, cảm ơn mấy anh. Bye bye, cảm ơn các anh. Dạ. Cảm ơn anh. Hàng luôn đang xài skin Ari KDA vô cùng đẹp. Chào anh ơi, rồi em thấy anh hùng hai skin luôn. Ok. Chơi. Hai lần. Một pha phối hợp nhuần nhuyễn giữa Hoàng Lưu và Yuna. Hai người anh năm nay 30 tuổi của VTV. Oops, lỡ nói 30 tuổi rồi. Game này sao dễ vậy ta? Nãy em nói anh rồi, anh phải cắt cuộc đi. Còn hậu béo không? Hậu bao lâu mà? Không nghe tiếng đâu quay ơi, đừng nói. Không cần nghe, muốn là muốn bên thôi. Hai anh ơi,
Dạ đâu có ai đứng chỗ. Sao em nghe tiếng, chả nghe tiếng game này, em chẳng nghe được cái animation hay, gì hay, hết. Hay, hay quá nhỉ. Âm thanh cao hết lên, anh cũng vừa phải kích cao hết lên thì vẫn nghe được một vài tiếng in game nhỏ nhỏ. Anh đánh lên không rồi, anh đánh không rồi. Cái thứ linh tinh. Đúng rồi, mắt. Đúng rồi. Không có quét à, anh chẳng có quét chứ. Anh không nghe gì đâu mà. Này bây giờ cô đó phải hết chỗ. Hết chỗ. Rồi đấy. Ôi trời ơi, cắn trộm mày. Mỏi chân nha. Cứu tôi với. Khoa mọi nay không chơi Nautilus nữa à. Hình như là bị cấm mất rồi. Anh tập trung của mày như sắp chết rồi. Má thật cười này. Chú bọn chửi là hết hồn. Ngồi im đi, mày đừng im đi. Mỏi mạnh mèo hồn lắm. Tốt nhất là im lặng. Đầu bị bó nữa đây. Trận sau chơi Levi với Noway mà nó thêm bình hồn. Zach Min, Zach Min kìa. Chưa tao nói. Rồi, Noway lên tao chưa? Đưa. Mít thì ra mít canh đi. Ok. Dạ. Đó là tranh cua của anh à? Anh nó đang giúp con Ari à kia kìa. Về đi ơi, về. Hết rồi, về đi em. Ok. Chứ về có chuyện này. Tao chết rồi, hết mẹ mà nào rồi. Yeah. Ôi, mạnh mẽ ở đây nha. Em đang giữ top được. Nó vô kìa. Anh có tên Lê không? Nào, không có tên Lê, tao không có tên Lê. Ok, thì em đang giữ top. Con Ari nó về đấy. Rồi hai thanh niên kia lại đi kêu mọi người rồi. Una sai rồi. Anh Una sai. Sai. Anh em. Đây là bố bố em. Tốt. Nó gọi có sao vậy? Nếu là vậy là về hết rồi. Chị ghi nhớ bảo anh Mạnh xem lại stream này nha. Chắc chắn rồi. Lần sau mít nó biến mất lại phải anh né nha. Rồi là anh hơi tham thằng là Echo á. Có cái kênh nữa hả? Không phải bạn ơi, cái kênh về rồi. Nani? Tao mít ở đâu rồi? Nani? Ra kia đây em ơi! Chịu em! Ship Levi Hoàng Luân, còn có bạn Mạnh. Các bạn ship ai không ai thử. No, đừng để mình nghe tiếng đó chứ. No. Đẩy em, đẩy em. Có kìa. Xóa được hình ảnh Levi Hoàng Luân được. Đẩy có đánh không? Có đánh đẩy vô bộ xanh nha, đẩy vô bộ xanh. Stadium là ở đâu vậy chính ơi? À mình đi nha. Ok. Stadium ở quận 7 nha. Đây là màn hình Yuna nha các bạn. Yuna không chơi full màn hình. Thôi, bạn khỏi đi. Có thể bạn mèo xuống. Yuna ăn mấy vòng đấy thôi. Các bạn nói theo mình nào, Nani. Ai ăn luôn á. Ok, được. Bạn mèo ở mít kìa. Hay vô bộ xanh, Nó nang ngầm quá. Ok. Rồi. Cả một đội không ai về được luôn. Trời ơi. Mày đi vào hỗ trợ về. Trời ơi. Là anh về nhà là 500 ngàn. Hello, chào đi mọi người. Chào đi, giới thiệu nào. Danh dự của loài cá nha mọi người. Danh dự của loài cá. Rồi. Quên tên mình luôn rồi. Em quên tên rồi. Em quên tên em luôn rồi. Tên mình tên là Gầy. Mình là Tiểu Vương trẻ tuổi. Ok, sao mọi người còn ở đây? Chơi mai sói. Mưa quá à, ngoài mưa bão trời quá. Ừ, chị cũng mua cho mai sói, chị mang thẳng chị. Có bộ mai sói rồi. Chào, chào mọi người đi nè. Hello. Em tên là gì? Em là Tiền. Anh chơi mai sói nào? Nó xài, xài bồi. Mình đập vào chó nè. Ơ, sao tôi không được chơi mà tôi có phải làm quán trò vậy? Quay mà. Anh đi. Mà sao có cánh treo không? Sao tôi phải làm quán trò vậy? Hay rồi. Đông quá, đông rồi mọi người ơi. Đông rồi. Mọi người quay của các bạn. Trời ơi, cái tướng. Hề luôn. Sao đâu mà em? Nhìn nhiều lời cá. Phá đi, phá lấy tiền, phá lấy tiền đi. Đây nhé. Mày ngay ngay rồi đấy, em cũng chơi luôn này. Nóng thật. Có hết mồ. Cái này về cây ta này, ok, quay lại game nào. Nha, yeah, đằng sau gì game muốn lâu. Cảm ơn bạn. Nhưng mà chắc là sao không tới mình đâu. Rồi về đi nhờ. Mít lùi. Đẩy luôn Yuna, mình đang ở máy của anh Yuna nha mọi người. Ok,
ok. Phá phá tắt trụ lấy tiền, phá tắt trụ lấy tiền. Bắn nào nha. Hết hồn. Anh Yuna vừa hết hồn. Thằng luôn trốn đây. Thằng luôn trốn. Chết rồi, chết rồi, anh lùi lùi đây, lùi hết bana. Em ra đây, em ra đây. Ai mạnh đang tốc biến rồi nha. Ok. Thế nào tôi thằng luôn được. Em ngáo mạnh. Ai ngáo mạnh? À bóp cái game nhỏ mà. Bóp cẩn thận nha, bóp cẩn thận nha. Đúng rồi mọi người. Ôi cẩn thận, mất nhiều máu trùng này. Người cái bác nét. Có bao giờ không phải đi tìm mất trụ luôn rồi, không mất đâu. Nó cà được hai cái à. Rồi, xong lát team bo banh cham với team BTP. Có thể. Đâu. Mình không muốn Levi vậy, Levi. Quýnh luôn nha luôn. Quýnh luôn. Ta luôn. À thôi, anh em để bot lên. Như một cái chợ. Mày đi đi Coco. Mình cà chủ tiếp. Phá chủ. Yuna vẫn hai người anh em đồng nghiệp xin cứ chủ vào bắn cứ chủ vào bắn cùng năm nên rất thân nhau. Sao không ra mấy cái Dạ biết anh biết mở máy có máy hay chơi lại hai đó mà. Hay. Chạy. Stadium ở sao nó gà không báo? Nó không xuất hiện là bot, Ở đây phụ anh. Anh về anh ra đường, Ok. Về anh ra đường. Nó không thể tin được là sau. Mấy phải hết tiền à? Mấy đứa hết máy ngoài net đi. Các bạn mới thấy xung quanh mình rất là nhiều thanh niên hết máy ngoài net. Net này. Không được đâu, mẹ đó, tâm trạng bắn chết mẹ đó. Các bạn nghe gì không? Đứng lùi, ừ, hay. Yeah. Hay. Hết tiền, hết tiền. Hết tiền. Các bạn bắt đầu thấy, bắt đầu tập trung chơi nè. Mắc mít nha. Sao ngủ quá nè. Đánh luôn nè. Ngu lồn. Chơi luôn. À, hết máu hả? Đây là sao? Hết chưa? Chạy được, cố lên. Chạy, tôi giết cho. Đây, ai làm bình luận viên qua máy này nè. Mít được không? Đang cắt bằng lót VTV rồi, mình mèo gà. Cẩn thận em ơi, lấy nốt cái tóc trụ này qua đây. Nó lướt, nó đủ tầm, nó lướt đây đây, không ở gần đâu. Ok, em ra đếp trụ mít. Không, chỉ có máy Yuna là hấp dẫn mà mọi người. Thì chứ. Đi ra tóc biến nha Yuna. Quen mạnh. Ok, hợp lý, để quen mạnh. Đẩy luôn cái tốt cho anh. Ăn luôn trụ tốt cũng được, hợp lý. Đây là mình anh nha. Kìa, mạnh, để ý vào mạnh ơi. Không được. Mạnh không tới. Mình sẽ KS ghế của nó. Mạnh nhìn nó lên rồi mà nó côn đàng hoàng mà bảo không được còn gì. Chị nghe thấy ai đẹp ca nhất vậy? Chị đẹp ca nhất bên đây. Ăn được cái lớp rác rồi thì ăn cái trụ đi. Rồi, đừng có cấn nhá. Nghi đây mệt vãi. Sao lại thấy cái được cái mặt của mình nè ta? Ta đi một vòng mình mệt. Đi một vòng đâu? Về. Tôi thấy là thấy cái mùi phê phê cái tên này rồi à. Có vào đây không? Lô xe không. Bò. Đi vào không? Chơi được. Bò. Để biết đi. Nó không có hồn máu luôn á. Bỏ đi. Mày có gì không? Không, nhưng mà lát không có chiều cố luôn. Quay lại là mấy pha theo đi. Về pha bình thường ấy. Đi mập. Nó đẩy mít à. Nó xuống bó. Mắc chị làm gì vậy chị mèo gà? Chạy. Đánh luôn. Em để trụ lên đây. Đây, nó có đẩy xuống đó nha. Đây, luôn có các bạn. Ok. Canh những pha phê của thằng luôn.
quay mặt bên kia đi mạnh mèo. Chạy anh luôn á, chạy anh luôn. Ok. Mình là mạnh mèo không phải mạnh mèo. Nó không tốc biến, nó không tốc biến, nó không tốc biến. Nó lên top hả chị ơi? Nó lên top, lên top, lên top. Mình để mid, để mid, để mid, để mid. Đây được nha, đây được nha, đây được nha. Hay 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 hay. Hay Quốc ơi, hay Quốc ơi, hay Quốc ơi. Ok ok, đang vòng, đang vòng, đang vòng. Đây luôn, đây luôn, đây luôn, đây luôn. Bảo Quyến Chủ ơi, thí dụ mà Quyến Chủ ơi. Mấy này đâu ta? Gì? Hai đứa thì tìm ra thiên đường mới hả? Tìm ra thiên đường riêng tư. Con đây con thiên tư luôn. Con đọc. Con đọc mà. Trời. Mình chạy đi. Mình chạy đi. Rồi, 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 rồi. Là lại giao phụ của tiên. Mắt mưa. Mày đứa kia đâu? Mày đứa kia đâu rồi? Để ngoài ghế. Sức mạnh cũng rất chuyên nghiệp, lúc nào cũng mang ghi hồng theo. Bây giờ che mới đánh thật thế này. Ủa, che che nó gắn cái gì vậy? Che nó là lông cua. Bãi ở đây, ở đây vẫn nghe tiếng ở trên kia. Ok. Bãi. Hồ quá. Kinh dị vậy. Quay nét này nó còn mấy gì hết sức tin tưởng. Không có cái tiếng trên loa không? Cái tiếng đó là ở ngoài diễn viên nói. Như một cái chợ, như một cái chợ. Hùng ở đây. Ai liên tục, ai liên tục. Nhiều kiểu luôn. Đánh được, đánh được, đánh được. Ra tới, ra tới, ra tới, ra tới. Con nói mày thuộc của Hàng Lô đánh được. Ra tới, ra tới. Vô. Đánh luôn, 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 đánh luôn. Sai yếu rồi, sai yếu rồi. Đẩy luôn, đẩy luôn, đẩy luôn, đẩy luôn. Ôi, đẩy đi, đẩy đi, còn ra kìa. Giết luôn, giết luôn, giết luôn, giết luôn, giết luôn, giết luôn, giết luôn. Ra sư giả đi, ra sư giả, ra sư giả, ra sư giả. Ra tâm, ra tâm, ra tâm, ra tâm. Anh nhanh, anh nhanh, 12 giây, mày ăn kia tao. Ăn được, ăn được, ăn được, ăn được, ăn được, nó không dám ra, nó không dám ra, nó không dám ra. Cái câu ăn được thì luôn quen lắm. Anh đi em lên, em cẩn, em cẩn, ok, ok. Xong lên top luôn nha, xong lên top luôn, xong lên top, xong lên top luôn. Anh đây đi, support anh ăn chụp top luôn. Ok, lên luôn này, lên luôn này. Anh Juna cầm nhé, Juna cầm nhé. Ok, ok. Anh thả luôn bây giờ. Thả luôn được, thả. Ê, AD nó với boss là thả luôn, thả luôn, thả luôn, thả luôn. Thả luôn, thả luôn, thả luôn, thả luôn, thả luôn, thả luôn, thả luôn. 5, 2, 3 9, 10, 8 đẩy luôn, đẩy luôn, đẩy luôn, đẩy luôn. Đi kiếm level của chúng ta nào các bạn. Á, hết hồn. Hết hồn. Câu Sakura vừa solo dạng không ạ? Mãi solo. Ủa cái này là server, này là mình server hả? Server giải thấu hả? Không biết nữa. Ở trong đây đây là một cái bài mẹ 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 bỏ đây 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 bỏ đây. Thôi là nghe có một team thôi, nghe cả hai team là đi với mấy ổng luôn. Thôi được rồi. Mấy ổng ồn mãi. Được rồi, được rồi, được rồi. Ok, okay, hợp lý. Mình update đó nè mọi người ơi. Update. Ủa, cái này đâu vậy trời? Tôi vô tôi đã xếp hạng. Anh nhanh hả? Update là nhanh. Còn sao mấy ông này có cáp kèo gì không? Cáp kèo gì chứ các bạn? Con em hả? Cáp kèo gì không? Ai thua là mất danh dự. Danh dự nha mọi người. Trời ơi. Sao không luôn. Solo có danh dự. Hết tim lông sạch ra. Đây là con cá chê. À rồi, đây là con cá chê. Đây là lưng của con cá chê. Đây là con cá chê nha. Nhấn mạnh nha. Ê, anh Lan, anh Lan rồi. Đây, đây là Long Sakura nha. Long Sakura. Long vừa cười, một nụ cười khổ tâm mình là. Long Sakura đang để màn hình của Lan Phi. Cái gì hả? Không
không nghe gì cả. Chị vừa nói gì cả. Chị nói gì đấy? Chị nói Long Sakura vừa để màn hình của Lê Vinh. Chứ gì nữa? Sao mày nhạy cảm vậy? Sao mày nhạy cảm vậy? Cái này dương tư luôn, cái này dương tư mà. Dương tư lắm á. Cũng là dương tư. Ủa cái này mình bấm như nào vậy? Người Sài Gòn thức đêm tắt nước bảo quản tiền. Tại sao? Trời, em nhìn có khi thấy em hôm nay em tắt nước à? Lẽ ra tụi chị đã được về văn phòng, ngủ ở văn phòng vẫn ấm hơn ngủ ở đây, không mát hơn chứ lộn. Mát hơn chứ lộn. Nóng quá. Còn có Uno nhưng không. Đang quay Levi nè, Levi đang coi. Hỏi Levi đang coi gì vậy? Em coi, em tìm em coi em trong đây không, tại nãy em tắt nước ngoài đường. Em tắt nước. Em sợ có ông nào. Giày của em ổn không? Giày em ổn, nên nãy em tắt nước em bỏ giày ra em tắt. Em tắt nước bỏ giày ra tắt. Cái gì à? Không mình đấy. Cái gì blue nhỉ? Cái TV blue. Không. Cái này riêng tư anh chị cái đấy. Cái TV. Đúng rồi. TV. Ôi cái ồn quá, không được rồi. Các bạn ấy cần sự riêng tư rồi các bạn ơi. Trở lại với sân khấu VTV nè. Còn phòng kia bên kia thì sao? Phòng kia bên kia chắc chưa cay. Đánh được. Nó yếu xìu à, thằng này yếu xìu à. Mình cứ quan thằng luôn là thằng luôn chỉ có một coi đánh được thôi, chứ mình phải đi chỗ khác. Không chơi với thằng luôn nữa. Hey. Đây là bánh mèo. Để với con chuông này khó. Bánh mèo mà quét tức không vậy? Đi quét linh tinh mà không hết. Đi đây đừng múc lên tốt nữa, đã đi hết lên rồi gì. Các bạn hay không? Xung quanh đây các bạn coi. Ôi, ôi, ôi. 1, 4, 3 à, đi đây 9, 20, 3 20, 3 phút 100 đúng rồi. Hoàng Lu vừa chửi Yuna bị não, trong khi Yuna gánh Hoàng Lu cả team. Lục liêm sĩ. Thôi nói này, nói này, nói này, nói này. Mạnh cầm đi lệ. Cái sớm ăn gì? Cái đó không ổn lắm. Nhau. Thiếu ma pha đấy từ từ thôi. Không vĩnh thừa, tông mà. Lùi đi, lùi đi. Hồi nghe bên kia nói, tụi nó yếu xìu à. Anh hiểu sao R hụt được luôn. Bên đây Hiệu bảo anh chả hiểu sao R hụt được luôn. Quỳ đi. Nam đừng chạy thế. Ôi. Mù mắt thôi rồi. Mù mắt thôi rồi. Trời ơi. Ok. Eric Mark đi. Má cắm mắt đi. Sao tao đôi vậy? Cắm mấy lùn què đủ má. Cắm mắt cắm một chặt cắm một lại. Đội thua căng thẳng quá. Nhìn luôn. Tôi hết mua rồi. Em che, không dám vào đâu. Địt mẹ đánh người ta đánh như thế, đánh che hết tất cả chiêu thức. Juna lùi nhẹ ra đây Juna. Vẫn là Juna đáng tin các bạn. Thôi về nha, về. Các bạn Juna đáng tin nhất. Dạ anh em ơi. Về đi, về con Baron, em đã cầm đốt bắt Baron để em về nè. Ai chơi tiếp không? Chơi tiếp không kìa. Thôi về. Chơi. Nó yếu lắm. Nó yếu lắm. Trời ơi. Bảo mỏ đó. Để cản ra, Vĩnh Long, Vĩnh Long. Em ra đây. Đó. Dạ. Về đi. Mình mèo à. Mình quét. Về đi. Boss mình đang đẩy Eparon luôn, boss mình đang đẩy. Em hết bắt. Anh cầm mắt. Không, em cầm trong này. Ok. Rồi, Sabaron. Nếu mà nó vô mình đánh nó nha. Ok. Không có sao. Nó vô mình đánh nó nha. Sao mà em về rồi. À, chưa có trận phạt nha. Ồ. Chơi luôn. Góc hẹp. Đánh tiếp.
Ân tiên. Rồi em bắt đầu. Thôi thôi thôi, quắc quắc. Góc đó là gì đẹp mà khó. Mày cái ham vui quá. Đây đây khó mắt ra đây. Anh chặn bên mèo, anh chặn bên mèo. 8 giây, 8 giây, 8 giây, 7 giây. Anh không sao, anh không sao, anh không sao, anh không sao. Có. Tai nghe thì cắm vào máy này. Không phải tai nghe. Ok. Ờ ok. Đánh được luôn, anh vẫn còn đủ đấy, anh vẫn còn đủ chiêu để đánh nè, anh vẫn còn đủ chiêu để đánh nè. Đây cua này, cua này, cua này, đánh luôn nè, đánh luôn nè. Anh ulti nè, anh ulti, anh ulti, anh ulti, anh ulti lên, anh ulti lên, anh ulti lên nè. Nuôi của các bạn. Anh không sao, anh không sao, anh không sao, anh không sao. Chưa ai làm gì đâu. Em vào với Juna này. Tụi nó bận tâm trí. Chết rồi này, một năm chết này, một năm chết này. Ok, về này. Lui về, lui về, lui về, lui về, lui về. Về đi thôi, về luôn đi, về đi, về đi, về đi, về đi. Về đi, mày ngang sẽ lên đây đếp, mày ngang sẽ lên đếp tên này. Anh em về đi. Levi đang chờ em đấy. Ba mắt. Chỗ đi, Levi chờ kìa. Đi nói nhiều chuyện. Dùng luôn này, dùng luôn này, dùng đất này. Ok ok anh đẩy mít, đẩy mít, đẩy mít, đẩy mít. Đẩy mít nha, đẩy mít nha, đẩy mít nha. Ok ok. Thế này có khi để tập quốc nó đẩy quốc. Luôn ăn mùa xanh, luôn ăn mùa xanh. Ok ok ok. Quốc có xe lên hả? Tình hình của trận so match VTV các phần lưu và anh em đẩy tân mít. Các phần mạnh đang đang diễn ra. Hiện tại thì team các phần lưu đang dẫn trước rất nhiều nha các bạn. Hai mươi một giây nha, 21 giây à. 32:9 rồi các bạn ơi. Tâm tràn, tao biết tẩy luôn tâm tràn. Đang đốt rồi. Tao biết rồi, anh ra luôn tâm tràn, ra luôn tâm tràn. Giết gì béo, giết gì béo, giết gì béo, giết gì béo. No way chỉ có Levi thôi. Lướt lên bắn lên chị mẹ đó. No way sau này bị chị cả No way Levi và team bao anh cam đều đang không có xe. Ok, quắc để bóp, tốt đi quắc đây. Đẩy đi, đẩy cao linh lên, đẩy cao linh lên. Đẩy sớm đi, đánh con đường sớm đi. Ờ đánh kìa, đánh chúng ta kìa. Sao đánh được Juna? Né rồi nha, né mình pha nha. Ok ok. Ê, có mắt ở mạng sườn này, có mắt mạng sườn đẹp cho em. Mày có nghe được tiếng của mọi người xung quanh không? Mắt pha này, mắt pha này. 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 Ôi, không cần, không cần đi chuyển em ơi. Ok, ok, cũng được, cũng được, cũng được. Sao? Xong rồi lên top nha, xong rồi lên top nha. Nhớ, nhớ. Đẹp, 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 đẹp. Đẹp. Giết hết rồi, giết hết rồi, giết hết rồi, giết hết rồi, giết hết rồi. Mạnh quá rồi. Mạnh quá rồi. Thôi anh em, lại đi rồi, nghe nghe anh An nói lại đi, lại đi. Nhà không báo phải không? Anh An... Thôi, 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 lùi, 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 lùi. Nó tai thiệt luôn á. Ghê, các bạn thấy IQ của hội người già không? Đánh chuồng chính nhưng mà không... chơi nam chơi mà cứ chơi mắt mình đã bảo rồi à. Đâu nói rồi ok giờ ở đây ok vừa thua một trận rồi gãy rồi mạnh không còn gái nữa rồi. Bye bye nhá. Thôi nên là thôi bây giờ mình sẽ up stream để chơi tiếp anh em nhá. Thank you mọi người. Cảm ơn MC Minh Nghi giờ đã giúp mình dẫn chương trình. Ok. Ok, bye bye anh em nha. Bấm play. Mọi người hết gái ơi. Bye bye anh em nha. Bye bye nha.